trên cao. Wow! Xin chào, cảnh sát trưởng Labrador nghe đây. Cảnh sát trưởng Labrador, có ai đó ném đồ từ trên cao xuống. Cái gì cơ? Ném đồ từ trên cao á? Cô đừng lo, chúng tôi sẽ tới ngay. Ê, rác ở khắp mọi nơi. Hả? Cô ấy đâu rồi nhỉ? Xin hãy cứu tôi. Cô Nhím. Cảnh sát trưởng Labrador, có ai đó đã ác ý ném rác từ trên cao xuống đây nãy giờ. Hả? Xin chú hãy tìm ra thủ phạm đi ạ. Cháu đừng lo, không có vụ án nào mà chú không thể phá được. Hả? Hả? Đi nào. Dừng tay. Hả? Bác đang tưới cây ạ? Bác voi, đặt chậu cây ở ban công là không an toàn. Chúng có thể gây nguy hiểm cho người khác. Tôi xin lỗi. Để tôi dọn dẹp chúng ngay. Ở đằng kia, đi nào. Dừng lại. Dừng lại ngay. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Anh chơi Jojo à? Xin lỗi nhé. Nghi phạm ở đâu được nhỉ? Người cứ liệu mà chạy ngay đi. Nếu ta bắt được ngươi. Thật là bẩn quá. Như này còn vui hơn nhiều. Ở đằng kia, đi nào. Hả? Không có ai ở đây. Nhìn những dấu vết này đi. Đây là dấu chân. Lạ thật đấy. Dấu chân dừng lại ở ngay đây. Hả? Nghi phạm trốn đâu rồi nhỉ? Các chú cảnh sát, các chú không bắt được cháu đâu. Cháu đây rồi. Ôi không, bị phát hiện rồi. Đừng lại ngay, đừng lại đó. Vậy là cháu là kẻ gây rắc rối hả? Tôi cũng giúp nữa. Bắt được rồi. Không bắt dễ mày đâu. Hôm nay chơi thấy đủ rồi.
Tên này thật là lươn lẹo. Đừng lo, cậu ta không thoát đâu. Sao tại nhà trời thế này? Là sao không rửa tay? Không ai có thể thoát khỏi tôi đâu. Cháu xin lỗi chú, cháu không ném rác xuống nữa đâu ạ. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, ném đồ từ trên cao xuống luôn luôn nguy hiểm. Cho dù là hòn đá nhỏ nhất rơi từ trên cao xuống cũng có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho người ở dưới. Vì vậy hãy nhớ không bao giờ được ném, thả đồ từ trên cao xuống nhé. Woo!